Ui. Hello Thủy, ủa nghe không vậy ta? Hello mọi người, hello Khánh Trâm, không biết mọi người có nghe mình nói không? Mọi người có nghe mình nói không ta? Tại bình thường mình xài cái mic của điện thoại, bây giờ mình đang xài cái micro, ok nghe đúng không? Cảm ơn em. Hello mọi người. Thường thì mình hay làm video thôi chứ không có livestream. Thì gần đây thì mình mới livestream. Và cái livestream này thì một phần là để giao lưu với các bạn, tại vì mình đang có xây dựng một cái nhóm TikTok trên Facebook dành cho những cái bạn nào mà đang muốn bắt đầu xây dựng một cái kênh mới. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn test một vài cái tính năng trong cái livestream bán hàng ở trong đây. Mặc dù ở trong cái live này thì mình không có bán hàng. Hello mọi người. Anh em mình nếu như có cái câu hỏi nào về TikTok thì mình có thể giao lưu cùng với nhau nhé. Thì mình không có phải là chuyên gia đâu các bạn, mình không phải chuyên gia về 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 TikTok nhiều lắm, nó cũng không phải là thầy, có kinh nghiệm mình tin là một số bạn mới này thì để các bạn làm mà các bạn làm hay bị sai và không có lên nhiều cái view của mình ấy, rất làm không có view á là bởi vì các bạn hay đăng nó không có đúng chủ đề. Có nghĩa là mình nói là các bạn làm một cái kênh về content trên Facebook ấy, content trên TikTok á, hơi lắc à, hơi lắc hả mọi người? Thì thường nó sẽ mọi người nghe rõ không ta? Thường thường khi mà mọi người làm một cái content ở trên TikTok á, nó sẽ có liên quan về ba thứ. Thứ nhất là mọi người có làm đúng cái chủ đề hay không. TikTok của em không có like được đúng không? Không liền like là sao công chặt? Không hiểu ý bạn nói lắm. Thứ nhất là các bạn làm không có đúng với chủ đề, thứ hai nữa là các bạn làm chưa có đủ nhiều, và thứ ba nữa là các bạn làm chưa có đủ và đều, có nghĩa là đủ đủ có nghĩa là sẽ đủ sự thu hút, có nghĩa là mình sẽ nói là ba cái. Thứ nhất là các bạn không có đúng đúng chủ đề, thứ hai là các bạn làm chưa có đều, và thứ ba là chúng ta làm chưa có đủ thu hút, cho nên là chúng ta không có được nhiều lượng view trên TikTok thôi. Chứ thực ra là các bạn làm TikTok thì nó không có cần các bạn phải có một cái setup quá đẹp đâu. Các bạn đang thấy là cái phòng của mình, bạn nào mà follow ở đây mà đang follow Tùng lâu á thì các bạn sẽ biết là Tùng không có quá nhiều cái setup đẹp ở trong một cái livestream. Thứ nhất là cái gu của mình nó không có đẹp các bạn, thứ nhất nó thẳng là như vậy. Thứ hai nữa là mình cũng chả biết trang trí sao cho nó đẹp, tại vì cái nội dung của mình là nội dung về chia sẻ. Thực ra mình đang chuẩn bị xây một cái kênh là về review, nó sẽ khác cái kênh này một tí ha. Khi nào mà cái kênh đó nó được viral thì hy vọng các bạn chiếu cố, các bạn like cho vài phát. Còn bây giờ thì nó lẹt đẹt ha. Bây giờ thực ra chia sẻ thẳng các bạn luôn, các bạn có thể vô cái trang là tungchu.review, các bạn sẽ thấy là Tùng cũng làm vài cái video về review trên đó rồi. Tại vì nhiều khi là mình chỉ người ta mà mình không làm được thì nghe nó cũng kỳ, cho nên mình cũng có làm một cái kênh review. Lẹ đẹt đâu đó bèo đó các bạn, nghĩ các bèo hơn các bạn nữa, thì cho các bạn thấy là có nghĩa là cho dù là mình đã có một cái kênh cũng được hơn 70 ngàn được follow đúng không, nhưng mà khi mình bắt đầu làm một cái kênh mới đó, thì nó vẫn y chang như các bạn luôn, nó vẫn không ai xem cả. Cho nên là anh em mình đừng có nản, anh em mình làm TikTok thì quan trọng là mình phải sửa sai liên tục thôi, sửa sai liên tục rồi mình làm từ từ mới có kết quả được. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải làm đúng nữa các bạn. Mẹ làm mà suốt ngày khoe body sáu múi với lại khoe đít khoe mông thì nó thật các bạn thì nó vẫn lên các bạn. Con gái nếu bạn có con nếu bạn là con gái và bạn bạn có được một cái nhan sắc, bạn có một ngoại hình tốt ưa nhìn, ngực mông đồ các kiểu, ngực tấn công mông phòng thủ ấy, thì các bạn vẫn hơi lên lên rất là nhanh luôn. Thật sự các bạn là có những kênh mình biết những bạn nữ á, trăm ngàn follow và không làm gì khác ngoài việc là show body rất là dễ. Tuy nhiên á là nếu mà anh em mà đang làm TikTok mà anh em muốn muốn kiếm tiền á thì anh em phải coi lại cái nội dung của mình, tại vì cái việc là show body như vậy nó không có mang lại cái giá trị cho người xem, cái fan á, khi đó thì mình rất là khó chuyển đổi đơn hàng ở trong cái kênh TikTok đó. Còn ví dụ như cái kênh TikTok của Tùng đây nè, thì mọi người dành cho bạn nào chưa biết thì kênh TikTok của Tùng thì nó sẽ nói về kinh doanh online nhiều,
trên shop be và trên top top. Cho nên là cái mà mình chuyển đổi ở đây á, là nó sẽ chuyển đổi qua dịch vụ các bạn. Cái mà tụi Tùng chuyển đổi là dịch vụ. Dịch vụ xây kênh hay là dịch vụ chạy quảng cáo hay là dịch vụ chăm sóc fanpage đồ các kiểu. Thì đó cái sản phẩm của tụi Tùng. Ok, thì mình giao lưu với anh em mình một tí ha. Ít nhất cũng có một cái chủ đề đó để mình chia sẻ. Mình dự định là sẽ làm một những cái buổi live như thế này vào sáng, xin lỗi, vào tối thứ hai hàng tuần. Nếu như mọi người ủng hộ nhiều thì mình có thể là chia sẻ thêm trong nhiều buổi nữa. Ok, thì bây giờ mình nói chủ đề gì ha. Ít nhất thì mình có một cái chủ đề gì để nói cho các bạn ha. Có cái chủ đề hay hay để nói các bạn nghe. Nếu các bạn nào có cái thắc mắc nào trong cái quá trình xây cái kênh TikTok ấy, thì các bạn có thể cùng chia sẻ ha, để mình có thể hỗ trợ được cái gì thì hỗ trợ cho các bạn. TikTok này nó đang là một cái mỏ vàng rất là lớn để cho các bạn có thể cơ hội kiếm tiền. Nếu như bạn nào đã bỏ qua những cái cơ hội mà năm 2017-18 giai đoạn mà của Facebook fanpage á. Má ơi, nói cái chữ fake nhiều quá, sợ chúng nó block cái like của tôi quá. Khi bạn bỏ qua cái giai đoạn đó bạn biết không, bạn đã, nếu bạn nào đã bây giờ đang kinh doanh online nha, bạn bạn sẽ thấy là cái giai đoạn đó là chúng ta có cơ hội rất là lớn trong cái việc là kiếm tiền từ cái nền tảng là fake. Bởi vì lúc đó chạy quảng cáo giá nó cũng rẻ luôn, giống như Trang hiện điểm hiện tại nè. Các bạn cũng sẽ thấy là có những bạn chạy top top và quảng cáo chi phí cũng khá tương đối là rẻ. Rẻ ở đây là rẻ khi mà chúng ta có một cái video ngon các bạn. Còn video mà nó đã không ngon. À, FB hả? FB hả? FB là sắp bé rồi. Đây nói cái fake rồi à. Còn ví dụ như giả sử như video bạn không ngon á, bởi vậy nên bữa mình có một cái video nói về cái chuyện là tại sao mà chúng ta chạy quảng cáo nó không ra đơn hàng và giá rất là cao trên top top á, bởi vì cái video mình nó chưa có ngon. Các bạn biết là khi mà bạn chạy quảng cáo bằng một cái video ấy, thì cái video nó phải ngon. Video ngon thì chạy quảng cáo mới ngon được. Cho nên là có nhiều bạn kinh doanh mỹ phẩm ấy, có nhiều bạn kinh doanh mỹ phẩm nhiều lắm, những bạn kinh doanh về về hệ thống mỹ phẩm á, các bạn có hay có nhắn tin cho mình về cái việc là hỗ trợ xây kênh với lại là xây dựng thương hiệu cá nhân với lại là xây dựng cái kênh chạy quảng cáo. Nhưng mà khi mà nhìn vô cái video của các bạn thì nó thật là chả nhận được, tại vì nhận biết chắc là các bạn cũng chả ra đơn hàng được. Mà có ra thì nó cũng rất là tốn tiền. Rất là tốn luôn, tốn mình nghĩ chắc vài trăm ngàn mới được một cái đơn hàng ấy. Cho nên là để mà các bạn nào mà đang, mình có một cái lời khuyên cho các bạn nào mà đang kinh doanh hệ thống á, là nếu bạn đang bán mỹ phẩm mà bạn hay bạn bán sản phẩm chức năng á, thì cái sản phẩm của bạn rất là khó để bán trên top top, tại vì giá nó cũng cao. Và khi mà bạn hiểu là khi mà bạn mua trên top top á, là bạn chú ý những cái sản phẩm nào mà mua trên top top á, là những cái sản phẩm mà nó sẽ có cái tính nhất thời, có nghĩa là thứ nhất là giá nó rẻ nè. Thứ hai á, là cái sản phẩm đó là người ta không có dự định mua, nhưng mà người ta thấy nó có cái gì đó hay ho. Các bạn, người xem họ thấy một cái video tò mò, thú vị, giải trí, người ta thấy vui. Có nghĩa là khi mà người ta mua hàng trên top top á, là người ta sẽ mua bằng cảm xúc, chứ không phải là mua giống như là ở trên sập be hay là trên sàn. Người ta mua trên sàn, người ta sẽ đi tìm. Ví dụ như mình muốn mua một cái con chuột như thế này, thì mình sẽ lên sàn, mình tìm là con chuột máy tính, đúng không? Và có nghĩa là mình chủ định mình đi tìm, mà sau đó mình vô mình thấy rất là nhiều nhà bán hàng bán, và mình sẽ lựa cái nhà bán hàng nào mà nó có. Nhưng mà trên cái top top này á, thì nó sẽ không giống như vậy. Cái trên top top này thì nó sẽ, người mua họ lên đây để họ giải trí, sau đó họ thấy một cái video vui, hay bạn thấy một cái live stream trong đó người ta nói về cái gì đó thú vị, giải trí, lạ, rẻ, sale up, giảm giá sâu và ăn ngon. Đặc biệt nha, bạn chú ý thấy những cái khung giờ tối, đúng không? Từ 11, 10 giờ đến 12 giờ đêm á, là người ta sẽ rất là thích mua những cái món đồ ăn. Bánh tráng nè, bạn coi những cái bạn bánh tráng phơi xương mà bơ tỏi gì đó, bán toàn là 10 đến 12 giờ đêm thôi. Cái giờ đó nó dễ mua, giờ cái giờ đó là cái giờ mà dễ ra quyết định, và đặc biệt là giờ đó mà thấy đồ ăn thì thôi rồi luôn. Mẹ, ăn ngon vãi thấy. Nhìn nó ăn thôi thật sự là chưa có thèm ăn nhưng mà vẫn muốn mua để đó. Đâu rồi, cho nên đó là cái hành vi top top bạn, hành vi mua hàng trên top top nó khác. Cho nên các bạn nào bán mà mỹ phẩm, bán hệ thống, bán sản phẩm về hệ phẩm chức năng á, thường các bạn sẽ rất là khó bán ở trên đây, tại vì nó, những sản phẩm đó đòi hỏi cái sự cân nhắc kỹ. Trừ khi bạn là Hạ Linh ơi, bạn là Hạ Linh các bạn, mình xin lỗi nếu mình nói tên sai, nhưng mà Hạ Linh Official đúng không? Trừ khi các bạn là Hạ Linh, thương hiệu quá là gọi là bảo kê về cái thương hiệu, về chứng nhận những cái mỹ phẩm thôi, thì bạn nói cái quần gì người ta cũng mua hết á. Còn các bạn là chả ai biết tới,
video lẹ đẹ có vài chục vài trăm view thì nói chó nó mua. Là kinh doanh hệ thống, bạn phải xây dựng thương hiệu. Còn đừng luôn chạy quảng cáo trên đây, chạy quảng cáo trên đây nó không ra. Hà Linh hả? Ok Hà Linh. Các bạn đừng có mong chạy quảng cáo ở trên top top này mà bán được những mỹ phẩm hay là phẩm chức năng nếu như bạn không có thương hiệu. Không ra nổi đâu. Trừ khi các bạn đẩy về trên cái face cá nhân. Có thể may ra là bạn tư vấn và bạn chốt đơn được. Đó là dành cho những bạn kinh doanh về hệ thống nha. Tại vì mình có nhiều bạn hệ thống hay inbox mình cái vụ đó lắm cho nên mình cũng có kinh nghiệm. Mà dân 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 kinh doanh hệ thống biết sao chỗ này hay lên TikTok. Mít thui rè hả? Mít thui rè hả? Tức quá vậy. Sạc đầy pin. Tháo mít luôn. Tháo mít luôn nha mọi người. À. Rồi ok. Hết rè cho Thủy. Hello mọi người, hết rè cho mọi người. Thật ra là mình cũng ít live stream nên mình không có rành mấy cái công cụ khi live stream với mọi người. Thấy các bạn chơi thêm một cái mic, cái sao kẹt nữa để cho cái âm thanh nữa. Mình không có. Mở cái nhạc gì du dương nha. Mình sẽ mở một số cái nhạc nhẹ nhẹ đi ha. Các bạn biết là khi mà anh em mình làm tấp tấp á, là nếu như bạn xài máy tính hay điện thoại thì các bạn nên có một cái thư viện những cái âm thanh ha. Bạn nào thích thì nhắn tin trên cái tấp tấp Zalo hay gì đó cho mình gửi cho một cái bộ âm thanh mà chuyên làm tấp tấp luôn. Nhưng mà mình khuyên các bạn nào làm tấp tấp thì nên sử dụng máy tính, tại vì các bạn lưu trữ được nhiều thứ và dựng nó cũng dễ đó bạn. Hello mọi người, có nghe tôi nói không vậy mọi người? Bạn cái gì chưa? Thích xong rồi. Để mình thử vô cái kênh của mình coi. Làm sao vô đây? Ok mọi người, ok có hả? À, nếu như mọi ok, nếu như mọi người mà thích những cái phần về âm thanh để mà dựng trên top top á, hoặc là cái kỹ thuật dựng á, thì cái mọi người nhắn tin cho mình ha, mình gửi cho cái bộ âm thanh để mà làm. Tại vì âm thanh sao biết không? Âm thanh rất là quan trọng ở trên cái số 1 là sao vậy? Âm thanh rất là quan trọng ở trên cái top top này luôn, bạn biết không? Cái top top này, cái TikTok á, nó bản thân của nó là ở bên Trung á, thì nó tên là Biden, có nghĩa là tên tiếng gốc của nó, tiếng Anh của nó tên là Biden đúng không? Biden có nghĩa là ý mình hiểu là giống như một cái nền tảng mà nhảy nhót ấy. Xuất phát điểm của TikTok này là một cái nền tảng giải trí cho giới trẻ và chuyên là dành cho bọn mà nhảy nhót, là bọn Gen Z ấy. Nó nhảy nhót trên đó. Chứ không phải là nền tảng mua hàng các bạn, không phải là nền tảng Gen Z là không phải nền tảng TikTok này để các bạn bán hàng đâu. Bản chất của nó là như vậy, là Biden. Cho nên là nó rất là chuộng về âm thanh. Khi mà mình làm cái gì trên top top này á, là nó phải là thứ nhất là phải đã con mắt, thứ hai là phải sướng lỗ tai, cho nên là cái âm thanh nó quan trọng lắm. Nếu như chúng ta không đẹp rồi, mình đâu có đẹp các bạn, mình đâu có đẹp đâu. Bây giờ các bạn thấy cái mặt này ở trên cái cam này đó là mẹ con iPhone nó cà cái mặt nó cũng khắc phục được đâu 70% các bạn, ở ngoài rỗ lắm nha bạn. Bù lại nếu mà không có ngoại hình thì chúng ta phải có cái âm thanh, có cái hiệu ứng, có cái content. Nếu mà bạn không có cái thế mạnh nào đó thì rất là khó để mà làm cho nó nhiều view. Nếu như ví dụ như mình đi, mình thì không có có mạnh về ngoại hình, không có nhảy nhót, tài năng, talent gì hết, thì mình sẽ bù lại. Không, cái tên nó khác em, cái tên công ty mẹ nó khác. Douyin là cái app của tụi nó, còn cái tên công ty mẹ nó khác. Cái gì quên đang nói vụ gì quên tiêu rồi. Nếu mà không có ngoại hình như mình á, thì là mình như mình á, là mình bù bằng cái nội dung, có nghĩa là mình đánh vào những cái nội dung mà các bạn cần, cho nên là nó mới có nhiều view. Còn ví dụ như mình nói những cái thứ chuyên môn thì chả ai xem đâu. Thật sự các bạn, bây giờ mình nói phân tích về mô hình Canvas hay là mình nói về chiến thuật đồ, chiến lược đồ, thì thề các bạn là những đứa mà nói cái kênh đó, những đứa làm marketing mà nói cái kênh đó thì chả ai xem đâu. Nhưng mà nếu như mà nói những ai mà làm marketing mà nói về những cái như là kiếm tiền online, MMO hay là cách làm top top
thì nó sẽ rất là nhiều view. Thì đó cũng là một cái phần mà mình sẽ bám vào đó để mình làm, để mà viral cái kênh của mình. Cho nên là những cái bạn làm mỹ phẩm á, thì nếu như các bạn tập trung mà bạn show sản phẩm của các bạn thì sẽ rất là khó lượt view. Tại vì sản phẩm mỹ phẩm ở ngoài kia, bọn trẻ, bọn giới trẻ, tụi nó giới thiệu mỹ phẩm rất là đẹp, rất là xinh, rất là lung linh luôn. Và các bạn mà làm những cái video kiểu của các bạn, mình thấy các bạn làm mỹ phẩm hay kiểu hệ thống, các bạn làm cái dạng nó mờ mờ ảo ảo mà nó làm sao á, nhìn có mỗi cái sản phẩm mà cho lòng nhạt không à, không có một cái gì nó thú vị cả, thì nó sẽ rất là khó lên. Nếu mà các bạn làm mỹ phẩm á, một á, là các bạn làm cái dạng là so sánh à, so sánh mỹ phẩm nè. Thứ hai là làm dạng review. Thứ ba là làm dạng chứng thực. Chứng thực nghĩa là sao? Có nghĩa là lấy như mà mỹ phẩm đó, không, nếu như mà nó có một cái thành phần gì đó mà nó bạn chứng minh được, chẳng hạn như là không tan hay là bôi lên da rồi xong mà đối chiếu mà nó trắng liền hay gì gì đó, dù như vậy mình không hiểu mỹ phẩm lắm, gọi là video là chứng thực, thì các bạn hãy làm. Còn cái dạng mà các bạn làm video mỹ phẩm mà các bạn lồng nhẹ vào thôi, hoặc là các bạn thời trang nữa, các bạn chỉ là chỉ lồng nhẹ vào thôi á, và bạn hy vọng là nó sẽ có hàng chục ngàn view á, rất là khó, thật sự rất là khó. Bạn làm một chục video thì mình nghĩ chỉ có một video là lên được 3-4 ngàn view thôi. Mình có một khách hàng họ làm về thời trang, thì người chủ thời trang này họ cũng rất là nhát, kiểu giống như là họ, mặc dù mình cũng chả hiểu tại sao bà làm thời trang hơn 10 năm mà bà vẫn nhát mà bà không có dám nói chuyện ở trong cái video này, chửi lắm á mới dám làm, sau này mới làm dám làm những cái video mà lồng tiếng á. Còn hồi trước là làm kiểu biến hình đó bạn, không phải biến hình mà kiểu dạo phố và chụp hình tạch 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 màn hình nó thay đổi á đó. Thật ra chả ai xem hết á, tại vì body chả ngon rồi, nhìn đội ngũ thì nó cũng không phải là hot girl hot boy gì cả, rất là khó. Sao mà cạnh tranh được với mấy đứa mà nó chân dài rồi eo thon các bạn. Mà top top nó rất là chuộng nha. Top top nó rất là chuộng những cái đứa con gái eo thon nha. Hở vú, hở đít thì nó không thích. Nhưng mà khoe ngực, ấy xin lỗi, khoe eo và khoe cái vòng, cái phần vai này nè, thì rất là ngon. TikTok nó rất là thích cái đó. Bạn có eo mà đẹp, dáng bạn có cái eo đẹp là rất là thích, rất là ok. Bạn có thể là sử dụng thử những cái content mà lắc eo kiểu đó. Đang làm gì? Ok. Ok, mình sẽ không biết các bạn muốn hỏi cái gì, cho nên là mình sẽ nói sơ sơ cho các bạn hiểu về cái những cái cơ bản về top top nha, để tạo cái kênh top top đi. Chẳng hạn như là mình nói về những cái sai lầm mà khiến cho cái kênh top top của các bạn nó không có nhiều được nhiều lượt view nha. Mình nhắc lại là mình nói về những cái sai lầm mà khiến cho cái kênh top top của các bạn nó không có nhiều được view. Đây, mình đang mở cái slide bạn. Đây, thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái chủ đề của chúng ta nó quá lộn xộn. Chủ đề lộn xộn là sao? Để mình mở cho các bạn xem một cái ví dụ chủ đề lộn xộn nè. Chủ đề lộn xộn là khi mà các bạn không có nhất quán về một cái nội dung. Đây, ví dụ như mình có một cái người này mà họ nhờ mình khám kênh đây. Nè, các bạn thấy không? Ví dụ nè, ví dụ cái kênh của người này đi, các bạn sẽ thấy là gì? Bạn thấy ở trên là khoe, ở trên là gì? Khoe hình con đúng không? Sau đó là khoe qua body. Đó. Đó, cái dạng nội dung mà chỉ có cái hình sau đó là chuyển động qua lại như này á. Nó là một cái trend rất là cũ rồi, rất là cũ rồi. Chỉ những bạn nào mà làm từ cái thứ nhất là những bạn nào quá đẹp thôi. Thứ hai là những người nào mà họ làm từ những cái đời đầu á, mà đặc biệt là cái trend này nó cái kiểu này nó chỉ phù hợp cho những đứa Gen Z thôi bạn. Có những đứa mà tin tin á, tại vì cái TikTok này tính ra là gần như là vẫn 70% vẫn là dưới trẻ, có nghĩa là dưới 20 tuổi là nó sử dụng. Cho nên là khi mà nó nhìn vô một cái người giống như thế này và xem cái tuổi của nó đó, thì nó sẽ rất là dễ tương tác, nó bấm like liền luôn. Và thứ hai, nó mang được rượu vô ngắm chai, ngắm vú, ngắm tít tít, thì nó sẽ like mấy cái này rất là nhiều. Sau đó lại là khoe con. Đây, khoe con là một cái sai lầm rất là lớn ở trên top top, nếu như các bạn để hình con một mình như này, tại vì đó là vi phạm cái luật của top top. Luật của top top là nó không cho con nít ở một mình ở trong đây ha, nó rất là dễ để bị ít bớt tương tác. Sau đó lại lên xe. Chả hiểu nội dung là đang muốn nói gì, chắc đang đi làm từ thiện hay gì đó. Rồi là sau đó là quay camera của gia đình. Trời ơi. Đó. Thì
thì đó là một cái lý do, một cái ví dụ cho các bạn xem được là tại sao mà cái kênh của bạn nó không có nhiều lượt like. Tại cái kênh của bạn, bạn làm cái kênh của mình nó giống như cái kênh nhật ký á, lúc thì khoe con, lúc thì khoe chồng, và lúc thì khoe body, như vậy nó rất là khó lên. Cái thứ hai là video của bạn nó sai kỹ thuật. Sai kỹ thuật giống vậy nè, đây ví dụ như cái dạng video các bạn là vậy là sai kỹ thuật đó bạn. Sai kỹ thuật có nghĩa là khi mà các bạn làm không đúng định dạng của nó. Đúng định dạng là sao? Là các bạn phải có được là cái tỷ lệ đó là 1080 nhân cho 1920. Có nghĩa là tỷ lệ full màn hình, tỷ lệ full màn hình của điện thoại này là 1080 nhân cho dọc là 1920. Đó là đúng kỹ thuật. Còn đa phần như cái khung hình này là khung hình dạng là TV hay là tung khung hình kiểu dạng YouTube. Có nghĩa là 1280 nhân cho 720. Cái khung hình này là khung hình mà nó sẽ bị bóp tương tác. Bạn sẽ thấy những cái kênh này, dạng này mà review phim nó vẫn rất là nhiều lượt like, nhưng mà bạn sẽ thấy là cái kênh nó rất là khó duy trì, tại vì kênh nó sẽ bị đánh gậy rất là nhiều. Đánh gậy có nghĩa là vi phạm bạn. Thứ ba là gì? Thứ ba là cái video của chúng ta, cái thời lượng chúng ta nó quá dài. Quá dài sao? Là khi cái kênh chơi cái top top này á, các bạn phải cố gắng làm cái nội dung của mình nó càng ngắn càng tốt. Ngắn có nghĩa là 15-30 giây, dài lắm á, là 1 phút đổ lại thôi. Còn ví dụ như bạn hướng dẫn giống như là MasterChef á, giống như kiểu mà chép gì mà Sohi chép gì quá này, mình quên tên anh đó. Có nghĩa là dạy nấu ăn á. Trừ những cái kênh nấu ăn á thì người ta sẽ làm dài, dài đâu mới 1 phút 1 phút rưỡi. Nếu người ta làm rất là thú vị, người ta rất là lôi cuốn đúng không? Thì nó không bị ảnh hưởng. Nhưng mà còn ví dụ như các bạn mà đang làm TikTok mà mới và nội dung của bạn chỉ là những nội dung giải trí hay là nội dung cá nhân á, như mình á, bạn thấy chú ý mình sẽ không có những video nào nó dài lê thê quá 1 phút cả. Tầm 1 phút 15 giây là dữ lắm rồi. Sau đó là trở lại. Video dài là chết bạn. Nhất là khi mà bạn đã nói dở rồi. Bạn đã nói dở mà bạn còn không đẹp nữa thì tụi nó không bao giờ nó ở lại nó coi cái kênh của bạn á, bạn hiểu không? Trừ khi là bạn quá đẹp, bạn có một cái vòng ngực quá căng đối thì nó ở lại nó xem các bạn thôi. Mà đực nó ở xem mấy bạn đó nha. Còn cái thứ tư là gì? Cái tư là follow chéo. Cái này cũng là một cái mà thường các bạn sẽ hay bị chết. Trong mấy cái group á, nó có những cái group rất là lớn về cái chuyện là đi mua nick. Tại vì nó nghĩ là khi mà nó mua một cái tài khoản có sẵn như vậy á, là tài khoản nó đã được nuôi rồi, chăm sóc rồi, thì nó về nó sẽ dễ lên view. Thực ra là cái này cũng đúng. Đúng là gì? Thứ nhất là nếu như bạn xây một cái kênh từ con số 0, mình mở cho các bạn biết bên trong cái tài khoản này, mình cho các bạn xem luôn nè. Một cái tài khoản mình mới tạo nha. Nếu như tài khoản mình mới tạo lên á, thông thường á, là cái lượng view nó sẽ bằng 0. Trên đây nó không có rồi. Trên đây nó không có bạn. Thường á, là cái tài khoản mới tạo là lượt view nếu mà không có gì thú vị nha, nội dung của bạn không có gì thú vị á, thì á, là lượt view đa phần sẽ là 0 hoặc là dưới 100 view. Bạn coi là có đúng không? Dưới 100 hoặc là dưới 300 view. Cho nên là khi mà các bạn mua một cái nick cũ về á, thì cái lượng, cái tỷ lệ mà cái video mà bạn mới đăng lên á, nó sẽ được đâu đó trên 300 view cho đến 600 view là rất là cao. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là người ta thích cái video của bạn. Và nó cũng không có nghĩa là cái video của bạn có thể lên xu hướng là lên hàng chục, là ngàn view. Không có bạn. Nhưng bù lại cái một cái điểm chết khi mà các bạn mua một cái nick mà được xây rồi á, có nghĩa là bạn đi mua nick lại, đó là cái tiệp follow ở trên nick đó đa phần là nick trẻ trâu. Có nghĩa là bọn mà đi bán cái nick đó là tụi nó đã chạy gọi là nick ảo để mà follow cái nick đó. Cho nên là thường bạn mua cái nick nó về, bạn nếu mà mua mà về để khoe, bạn khè người ta là nick của bạn có vài chục ngàn follow đồ thì bạn mua. Còn ví dụ như bạn nick mà bạn muốn mua về bạn bán hàng thì đừng có mua. Tại vì những cái người follow đó là không phải là người thật. Mà thuật toán của top top á, là nó sẽ quảng bá cái video của bạn dựa trên là đề xuất, chứ không phải dựa trên là cái lượng số lượng follow. Có nghĩa là cho dù, ví dụ mình nha, thí dụ mình đi, thí dụ như cái video của mình, cái kênh của mình có 70.000 follow, 70.000 lượt follow, nhưng mà một cái video mình đưa lên, bạn thấy không, có những video lên 10,000+ view, nhưng có những video có 3.000 view thôi bạn, 3.000 view thôi, đúng không? Có nghĩa là cái thuật toán của top top này á, nó không phụ thuộc vô cái số lượng follow của các bạn, mà nó phụ thuộc cho cái nội dung của các bạn. Cho nên cho dù các bạn thử bạn đi coi những cái kênh mà hàng trăm ngàn follow đi, mà gọi là trai xinh gái đẹp, thì bạn thấy tụi nó đăng đi, nó cũng có những cái video được có vài ngàn lượt view trong khi những video hàng trăm ngàn lượt view.
nên nó không có phụ thuộc vô cái lượng follow đâu. Cho nên đừng có mua mấy cái nick đó làm gì vậy, vậy làm gì, thà là tự xây từ đầu, mình kiểm soát được cái đối tượng mà mình thu hút từ đầu luôn thì nó sẽ ổn hơn. Thứ hai nữa là mình tự xây từ đầu á thì nó cái việc phân phối nó tốt. Mình ví dụ nha, cái kênh của mình nói về kinh doanh online, mà bây giờ mình đi mua một cái kênh mình không biết là xuất phát ở đâu, mà cái kênh đó lượng follow toàn là bọn trẻ trâu, thì bạn nghĩ đi, lượng trẻ trâu thì nó có nghe cái nội dung này không ạ? Chắc chắn là không rồi. Thì thay vì vậy mình xây từ đầu, nhưng mình hút được những cái người mà họ quan tâm về việc kiếm tiền online, thì nó tỷ lệ mà mình chuyển đổi đơn hàng nó vẫn tốt hơn. Có nghĩa là cái TikTok á, nó sẽ phân phối được cái nội dung của mình đúng đối tượng hơn, đúng như là cho những cái người mà họ quan tâm về kinh doanh kiếm tiền online đó. Thì cho nên là lời khuyên của mình tóm lại là các bạn nên nên đi xây từ đầu, đừng có đi mua về làm gì, và cũng đừng có mua nick, hack nick làm gì. Chạy quảng cáo trên TikTok thì được, bạn chạy quảng cáo trên chính cái nick của bạn á, bằng tiền TikTok bạn chạy quảng cáo với TikTok thì được, chứ đừng có mua like hay lưu follow, đa phần là ảo thôi. Ảo nó sẽ làm cho cái kênh bạn bị rối. Rồi thứ năm là đăng video nó tùy hứng. Đăng video tùy hứng nghĩa là sao? Có nghĩa là đăng video tùy hứng nghĩa là bạn không có lịch để đăng á. Bạn chú ý nè, bạn cái kênh của mình á, cái kênh của mình á, mình thường á nha, mình chia sẻ các bạn cái lịch mình làm một cái kênh TikTok nè, là ngày thứ bảy chủ nhật mình sẽ dành để mình làm nội dung và quay. Sau đó mình sẽ mất đâu đó mình mất gần nửa ngày trời để mình quay đối với nội dung của mình. Nội dung mà ngồi chỗ như mình nè thì là nửa ngày để quay hết đâu đó là 5 cho đến 6 video TikTok. Sau đó mình mất thêm là nửa ngày nữa để mình dựng, và cuối cùng là mình mất thêm một khoảng thời gian nữa rồi để mình đăng. Thường thì mình sẽ lên lịch đăng ở trên máy tính. Đó, thì đó là cái cách mình xây dựng cái kênh này từ ngày xưa đến bây giờ luôn, một năm qua đến bây giờ là mình vẫn làm như vậy. Làm một ngày thứ bảy chủ nhật quay một lần là 7-8 video, sau đó là dựng xong nó là lên lịch để mà đăng. Đó vậy thôi, mình chỉ làm cơ bản như vậy thôi đó. Còn đối với những bạn nào mà làm nội dung về hài, giải trí, drama hay là nội kiểu kể chuyện, vlog thì các bạn sẽ càng cực hơn, cực cái phần dựng. Nhất là bạn vlog, gần đây mình cũng có làm một cái vlog dựng. Bạn có thể vô cái trang là Tùng Chu, kênh TikTok là Tùng Chu.review ha. Mình có dựng một cái video cho vợ mình là gấu dâu ấy. Đó thì nó sẽ lâu hơn. Bạn nào dựng thì nó sẽ lâu hơn. Dựng có nhiều công đoạn lắm. Dựng là phải quay từng cái sụt. Sau đó là có nghĩa là bạn có sắp xếp một cái ý trong đầu, sau đó bạn viết thoại ra. Nếu như bạn nào quen rồi á, thì bạn không viết thoại, bạn nói luôn. Với mình thì mình phải viết thoại ra. Mình không giống như như mấy người bạn nữ hay là LGBT. Thì mình thấy những bạn đó thì bạn đó làm rất là hay. Có nghĩa là ý trong đầu nó bắn ra, ý trong đầu nó bắn ra. Mẹ bọn đó là như là sinh ra để làm TikTok á. Bọn nó nói rất là thu hút, rất là vui. Đó như mình thì mình phải soạn ra, sau đó mình chỉnh sửa nghe nó vui vui tí xíu. Đó, rồi mình mới thâu âm. Thâu âm đơn giản, thâu âm bằng điện thoại các bạn. Sau đó là mới gắn vào là cấp kết để mà chỉnh. Mình thì mình xài cấp kết ở trên máy tính, mình chỉnh. Thì các bạn có thể làm cấp kết ở trên điện thoại. Nhưng mà vlog mà làm trên điện thoại thì mình sợ nó hơi lâu thôi. Nhưng mà mình biết là có nhiều bạn thì quen xài điện thoại hơn là trên máy tính. Cho nên các bạn cứ xài điện thoại cũng được, không sao. Bạn nào có điều kiện mà quen làm máy tính thì mình khuyên các bạn nên xài máy tính ha. Máy tính thì nó làm được nhiều trò hơn. Điện thoại mình thấy nó hơi lâu mà. Thực sự, cá nhân mình nghĩ vậy. Rồi sau khi mà mình đã có một cái lịch như vậy rồi á, thì mình sẽ lên lịch một tuần thì mình sẽ đăng ít nhất là 3-5 video. Như mình thì mình sẽ đăng 5 video một tuần. Còn các bạn có thể là nội dung phức tạp hơn hay chưa quen thì đăng 3 video được rồi, không cần nhiều bạn. 3 video một tuần ít nhất là vậy. Khi mà bạn làm video đều đặn như vậy thì TikTok nó sẽ đánh giá cái kênh của bạn là kênh người thật và có một cái lượng cái sự gọi là sự tương tác thật ở trong đó, thì từ từ là cái lượng view, lượng phân bổ nó mới được nhiều hơn bạn. Và khi mà các bạn làm nhiều như vậy, làm đều như vậy á, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái kinh nghiệm. Khi đó mình sẽ làm, mình sẽ dựng nhanh hơn, mình nói trau chuốt hơn, rồi mình không cần nhớ bài, rồi mình làm đỡ mất thời gian hơn đó. Nhiều nhiều lợi thế các bạn. Rồi cái thứ sáu là gì? Là thiếu tính thẩm mỹ. Thiếu tính thẩm mỹ là sao? Có nghĩa là bạn thấy là làm TikTok này á, là chúng ta phải đẹp đúng không? Phải đẹp thật sự luôn. Nói gì nói chứ mẹ, thời buổi này mà không đẹp ở trên TikTok này thì cũng hơi khó. Và nếu như mình nói lúc đầu rồi, nếu như không đẹp phải bù lại bằng cái khác. Nhưng mà đẹp ở đây nếu mình không nói về ngoại hình nha, nói về ngoại hình của mình thì coi như là đẹp mình không sửa được rồi. Thì mình sẽ còn một cái nữa là cái video mình nó phải làm cho nó đẹp. Đẹp là sao? Chẳng hạn như cái góc máy của bạn, làm nó chỉnh chu một tí xíu, bỏ những cái vật thừa, ví dụ như
Thí dụ nha, cái view của mình đáng lẽ nếu như lúc đầu á, lúc đầu mình tính làm cái góc view này á, là mình tính lấy cái view này nè. Đây. Nhìn nó, nhìn cái kho hàng của mình á. Đó là cái kho hàng của mình ấy. Đó. Nhưng mình không lấy cái view đó thì mình lấy cái view là góc tường này. Nó đơn sắc và nó nhìn nó gọn gàng hơn. Thêm vài cuốn sách nữa. Thì đó là cái view của mình. Nhìn nó đỡ bừa bộn hơn. Hoặc là những bạn nào mà làm về cái review nè, hay là làm đẹp nè, về thời trang, đặc biệt là thời trang. Thời trang là cái video bạn phải rất đẹp, đẹp và từ ánh sáng, từ ánh sáng nó phải đẹp. Làm video về thời trang đặc biệt là ánh sáng. Các bạn nên có một cái dàn ánh sáng nó chất lượng. Nếu không là nhìn nó, nếu mà nhìn cái đèn phòng như của mình như thế này mà lên làm về thời trang thì nó nhìn nó mờ đó, mờ và nhìn nó bèo đó. Nó làm giảm cái chất lượng cái sản phẩm của mình. Ủa hết rồi nha. Đó. Thì đó là sơ sơ những cái lý do mà cái kênh của các bạn nó sẽ khó lên được xu hướng. Còn rất là nhiều cái lý do nữa bạn. Thực ra là nói vậy thôi chứ bạn thấy là có những trường hợp ngoại lệ. Có những trường hợp mà bạn thấy là nó không có đẹp. Nó cũng gọi là gì? Không có điều. Cũng không có nó video vẫn dài nhưng mà nó vẫn lên được xu hướng. Đó là những trường hợp đặc biệt khó giải thích được. Thậm chí là những cái người mà của MCN, nghĩa là những người mà gọi là gọi là agency của TikTok, họ cũng chả giải thích được đó bạn. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi mình là tại sao cái kênh này nó cũng làm như vậy nhưng mà nó lên, mà tại sao kênh của mình nó làm như vậy nó không lên, sự khó giải thích các bạn, sự khó giải thích lắm. Tại vì nó liên quan đến cái khí chất của các bạn trong đó, cái cá tính của chúng ta trong đó. Chẳng hạn như cái kênh của mình đi, mình biết có những người cũng nói những nội dung như mình nhưng mà lên view rất là cao. Trong khi có thể có một cái đợt mình kể các bạn nghe, mình làm một cái video giới thiệu sản phẩm, cái phần mềm nó tên là Hotaso hay gì mình quên rồi. Cái phần mềm nó dùng để copy cái sản phẩm ở Spare. Thì mình làm á, mình cũng nhận booking. Nhận thì mình làm video đó lên được đâu đó có khoảng 8.000 view à. Trong khi á, là một cái bạn mà mình biết cũng không phải nói về MMO, không phải kiếm tiền online nhưng mà nói về marketing thôi. Thì cô bé này á, cô ta làm được cái video đó lên đến 60.000 view. Trời, lúc đó tức khủng khiếp luôn bạn. Nó thật sân si khủng khiếp luôn. Không hiểu là tại sao, tại vì mình rất là mạnh trong cái việc giới thiệu cái những cái phần mềm nha, phần mềm về công cụ nha. Nếu cái kênh của mình á, bạn thấy là những cái lúc mà mình giới thiệu những cái phần mềm, những cái shop, lúc nào view nó cũng cao, nói về kiến thức, thật sự luôn. Không hiểu là sao là video nó bị blur và nó chỉ có 8.000 view thôi. Trong khi các bạn kia làm 60.000 view, tức dễ sợ. Nhưng mà không biết nghĩ sao á, cái nhà quảng cáo họ lại lấy video của mình nó đi quảng cáo. Cuối cùng thành ra là cái video của mình bây giờ đang có 128.000 view. Cái video mình ghim ở trên màn hình á. Thì nói chung là có những cái lý do mà bạn sẽ khó giải thích được. Cho dù bạn thấy là người ta làm cũng giống bạn. Người ta làm nhiều view nhưng mình làm không nhiều view. Thì chắc một cái là do là cái cá tính của mình nó chưa có ok thôi. Thì mình cố gắng mình sửa cái cá tính đó và mình thay đổi cái content các bạn. Thay đổi cái content đi. Làm cái này á. Mình có một khách hàng nha. Khách hàng này là âm thanh karaoke. Mình làm khách hàng này á, cái video đầu tiên mình tạo cái kênh của anh đó là vào buổi chiều. Và mình up cái video đầu tiên đó vào buổi tối. Có nghĩa là cùng ngày nha. Thề với các bạn luôn. Video đầu tiên mình làm 1,7 triệu view. 1,7 triệu view các bạn. Là bởi vì mình áp dụng những cái kiến thức mà mình đang chia sẻ với các bạn ở đây nè. Có nghĩa là đúng kỹ thuật. Đúng việc là thu hút người ta trong vòng 5 giây đầu tiên. Rồi mình hiểu về insight của khách hàng. Và mình làm video trong vòng 1,7 triệu view các bạn. Khủng khiếp không? Nhưng mà khi mình tự làm cho mình một số video về review thì mình làm không được 100 view nữa. Thậm chí là con số 0 nữa bạn. Không ai xem cái kênh của mình luôn. Thì các bạn hiểu được rồi đó là nó cũng một phần nào đó hên xui trong đó đúng không? Mặc dù mình có áp dụng đúng kỹ thuật nhưng mà cái cá tính của mình trong cái video review á, nó không có thu hút bằng những cái bạn mà đang làm review ngoài kia. Họ hay hơn mình, họ cá tính hơn mình. Phải chịu thôi bạn, phải chịu thôi. Mình mạnh về kiến thức chia sẻ nhiều, bạn hiểu không? Kiến thức chia sẻ thì mình mạnh. Nhưng mà kiến thức về giải trí mình là không mạnh. Mình phải biết điểm mạnh điểm yếu của mình như vậy thì mình cải thiện các bạn. Cách cải thiện của mình là gì? Mình đang liệt kê đâu đó 10 cái kênh review. Mình không quay màn hình thì cho các bạn xem á. Mình liệt kê đâu đó 10 cái kênh review và trong 10 kênh đó là những cái kênh mình cảm thấy là cái tuổi xem mình tầm 30 tuổi. Và không phải là nói nhanh, nói bình thường. Và mình cái style mình cảm thấy mình có thể bắt chước được.
Đó, thì mình liệt kê 10 cái kênh đó và mình đang cố gắng học hỏi cái cách họ dựng, cách họ quay kênh. Và bạn hãy chờ nha, bạn chờ đi. Mình mà đạt được 10.000 follow đầu tiên, cái kênh đó mình sẽ khoe cho các bạn xem. Chứng minh là thằng Tùng Chu này nó nói được là nó làm được các bạn. Ok, nếu bạn nào có thắc mắc gì bạn có thể comment cho mình biết nha. Còn không có gì thì mình chia sẻ một số cái kinh nghiệm trong quá trình mình làm top top các bạn. Để mình mở thêm cái nhạc cho nó vui. Video dài. Đây bạn thấy mình có một kho video luôn. Không hiểu sao mở được nha. Đang mở cái nhạc mà nó thấm hết, tại sao nó không mở được? Hiện tại thì cái TikTok của mình nó chưa có cho livestream ở trên máy tính, cho nên là mình chưa có show cho máy tính các bạn xem ha. Bữa nào mà nếu mà nó cho ở trên máy tính rồi thì có thể là làm nhiều trò hơn các bạn. Ok, tranh thủ hình như chắc chưa có ai, không có ai thì chắc là thử một vài tính năng ở đây coi. Có ai còn ở trong đây không mọi người? Ấy cái này hay nha, là có nghĩa là con số 5 ở đây là con số 5 mà top top nó đang phân bổ cho mình hay sao ấy. Con số 5 và con số 6 này chắc mình nghĩ là không có ai đâu đúng không? Nhưng mà có ai đó đang phân TikTok nó. Ủa có. Ủa vẫn còn mày hả Thủy? Ok. Cảm ơn mọi người vẫn còn ở lại đến giờ này. Mình tưởng con số 6 này là con số ảo á mọi người. À, các bạn nào mà nếu như bạn đang làm muốn làm TikTok á thì bạn nên mua một cái micro. Bạn nên có thêm một cái micro nữa. Cái micro giống như cái mình ghim á, các bạn thấy không? Để cho cái âm thanh được trong hơn các bạn. Nếu như bạn cảm thấy là cái giọng của mình nó chưa được tốt á thì bạn xài thêm cái micro cho nó âm nó trong. Với lại là thêm một cái chân đàn. Vậy thôi. Làm TikTok thực ra là cũng không nhiều căng nhiều quá nhiều người đó bạn. Hai người đứng ngoài là sao? Ủa đây thấy 6 người mà. Ủa số người xem thiệt hả? Ủa về nãy giờ 6 người xem thiệt hả mọi người? Mọi người có câu hỏi gì mọi người? Gần đây các bạn chia sẻ cho các bạn biết một số cái nè. Là bạn biết là gần đây thì TikTok Shop nó đang lên ngôi đúng không? TikTok Shop nó đang lên. Ồ, cảm ơn Thiện. Thiện ha. Thiện Nguyễn đúng không? Gần đây thì TikTok Shop nó đang lên ngôi á. Cho nên là các bạn thấy là rất là nhiều những cái video nào mà được gắn những cái giỏ hàng của TikTok Shop á, thì nó sẽ được ăn đề xuất rất là tốt. Cho nên là nếu như bây giờ mà bạn đang làm về TikTok á, mà bạn gắn cái sản phẩm vào trong giỏ hàng á, và ghim trên video á, thì khả năng cao là video của bạn sẽ được rất là nhiều view. Và thậm chí là có một cái dàn hay một cái group, có một cái group các bạn hiểu không, có một cái group là nó chuyên đi mà nó gọi là đi đào video để re-up ha. Re-up các bạn hiểu không, anh em mình chắc hiểu re-up đúng không? Re-up có nghĩa là lấy video đăng lại á. Họ sẽ lấy cái video đăng lại để kiếm tiền. Và thậm chí là TikTok bây giờ nó đang vẫn cho những cái video re-up được lên xu hướng các bạn. Sẽ nếu bạn nào mà lướt bạn để ý bạn sẽ thấy cái đó.
những cái video nó là nó sẽ đăng lại từ Trung Quốc nè, nó đăng lại từ những cái kênh khác nè, nhưng mà nó vẫn được lên hàng chục ngàn lượt view và vẫn bán được hàng nha. Những cái cộng đồng mà rip trên TikTok hiện giờ đang rất là mạnh luôn. Nó sẽ có hai phe, là phe sáng tạo nội dung và phe rồi là phe rip. Thì cái phe rip này á, hiện tại á nó xào xáo hử, nó xào ít lắm bạn, nó xào ít lắm. Nó chỉ cần là lặt cái video lại, sau đó là nó thêm một vài câu chữ vô, chẳng hạn như gì, ví dụ như một cái câu dạng giọng Google á, con chuột siêu to khổng lồ giá rẻ chỉ 25k, ví dụ như vậy. Ồ, cái giọng chị Google, sau đó là lấy một video của một cái đứa review, một cái đứa sáng tạo nội dung khác thể hiện lên là xong. Nhất là nó hay lấy những cái video như là của Kiên review nè, Cường đi săn nè, rồi Đặng Minh review nè, hay là Hà Linh thì nó mạnh quá cho nên là tụi nó không dám lấy, là bị đánh thôi, bị đánh kênh thôi. Còn lại là Gia Dụng thì tụi nó sẽ lấy của Trung Quốc. Bạn có thể thử nha, nếu bạn nào mà không biết làm cái gì để kiếm tiền á, thì bạn có thể thử làm cái nội dung đó, kiểu đó, free up. Lấy những cái đồ, có những mặt hàng mà các bạn có thể kiếm tiền nè, ví dụ như là Gia Dụng. Gia Dụng thì biên lợi nhuận nó tầm đâu đó 10-15%. Thứ hai là phụ kiện điện thoại, chẳng hạn như mấy cái như là micro đó, micro hay là đèn livestream á, thì cũng tầm 10-15%. Cái thứ ba là đồ ăn. Đồ ăn thì cao lắm, đồ ăn lên đến 25-30% bạn. Rồi phụ kiện, gia dụng, đồ gia dụng các bạn, đồ gia dụng nữa. Gia dụng rồi đồ mẹ bé nữa. Đó là những cái mặt hàng mà các bạn có thể là re-up để bạn kiếm tiền hiện tại nha. Nhưng mà hên xui lắm nha, hên xui lắm. Mình cũng có thử làm một hai kênh, nhưng mà gần như là lượt view nó sẽ bằng không. Cho nên là các bạn làm cái đó thì bạn rảnh thì bạn làm, còn không rảnh thì thôi. Thực sự là cá nhân mình thì mình làm để mình test thử thôi. Chứ mình cảm thấy là nó cũng hên xui quá. Bọn đó, cái bọn mà nó làm cái đó là nó sẽ tạo rất là nhiều tài khoản. Thậm chí nếu mà bọn nó có tiền á, nó thuê người về chuyên là đi mà đi làm re-up đó thôi, để kiếm tiền các bạn. Ví dụ như mình tạo hai kênh nè, mình tạo hai kênh đang lên view bằng không, bạn hiểu không? Đang lên 3 video đầu tiên view không luôn, chỉ có không nữa bạn, thề các bạn luôn, không được 100 view nữa. Ví dụ như bạn tạo một kênh mới và bạn quay ba xàm ba láp trong gia đình, bạn quay cảnh lúc bạn đang làm cái gì đó, không có cần nội dung nha, nhưng mà ít nhất cũng được là 100-300 view. Còn mình làm một cái kênh mới re-up và mình lấy một cái video khác bê qua, cũng chỉnh sửa xào xáo một tí xíu, mẹ view bằng không, tức gì đâu mà tức. Thế là phải chơi chiêu hả? Thế là phải chơi chiêu. Khi mà bạn chỉ với bạn một cái mẹo, khi mà bạn kênh của bạn bị không view nè, là các bạn lấy một cái video khác. Bạn lấy một cái video khác ha. Video nào mà bạn thấy nó hay, nó thú vị á, cái này do các bạn đánh giá thôi, mình cũng khó đánh giá cho các bạn lắm. Ở đây mình không mở được, tức quá. Bạn chờ đi, mình mở cái kênh cho bạn xem nè, mở cái kênh rep của bạn, của mình cho bạn xem nè. Trên cái điện thoại này không có. Để coi có không. Đợi nha. Nếu như bạn có một chiếc nồi chiên không dầu, bạn chỉ mất 5 phút để hoàn thành mỗi cái bánh này. Như bạn hỏi đợi nha, mình đang kiếm hay không? Nhìn vào là biết liền rồi hen. Đó thấy. À đây có rồi. Ok có các bạn. Đây mình giới thiệu các bạn xem cái kênh review của mình. Này nó nghe vi phạm quá, nhưng mà chia sẻ trong livestream thôi, tại vì nó không có lên video, không có giữ lại nha. Đây. Đây bạn có thể search, sau cái livestream này bạn search thử nha. Gấu Hàm An nha. Rồi, bạn sẽ thấy nè. Thấy không ta? Đây. Video đầu tiên là video này nè, Bạn thấy không? Số view là nhiêu ta? Bị ngược đúng không? 381 view. Nhưng mà bạn biết là lúc mà đầu tiên, à không còn thêm video này nữa, cái video mà bánh tráng khui xương, bạn thấy không? Bánh tráng khui xương á, bây giờ nó là 520 view đúng không? Lúc mình đăng lên á, nó là con số không tròn chỉnh. Đăng từ sáng ngày chủ nhật mà đến tối ngày thứ hai coi lại vẫn không view, vãi đái, không hiểu tại sao luôn. Mình có lúc đó có rất là nhiều cái lý do hiện lên trong đầu tôi. Đó là tôi xài cùng nhiều TikTok trên một cái tài khoản điện thoại. Cái tài khoản điện thoại của tôi hiện giờ đang có rằng đó là 5 cái tài khoản TikTok. Cái thứ hai á là có thể là nội dung re-up cho nên là nó bị block, nó không có phân phối, không có nhiều view. Mẹ không view hoài luôn, mẹ không 2 ngày trời vẫn không view. Thế là bạn biết không? Đổi chiến lược liền bạn,
mình thường like vào buổi tối anh Duy. Đổi chiến lược các bạn, đổi chiến lược là gì? Lấy những cái video thú vị ở trên top top mà trên YouTube chết bà. Rồi sau đó cắt ra. Đưa đây, sau đó các bạn thấy nè. Đây là video mà mình làm lại. Bạn thấy bao nhiêu không? 770.000 view, 770.000 view. Và từ 770.000 view này nó kéo toàn bộ những video còn lại lên. Từ video mà không view này, từ video không view này là nó lên bây giờ là 380 view. Và video này nó lên 520 view. Đó, đó là cái mẹo dành cho những bạn nào mà đang bị không view. Bạn hiểu không? Bạn hiểu cái cách này không? Chưa, mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần tốn tiền. Cách này đơn giản vậy thôi đó. Cách này là khi mà bạn bị không view, không phải là do kênh của bạn đâu, không phải là do bạn bị IP. Có được nhiều đội trên mạng á, nhiều tụi trên mạng, nhiều group á, nó nói là cái ID của các bạn nó bị đánh, hay là do bạn xài nhiều tài khoản TikTok ở trên một điện thoại, hay là do cái kênh của bạn là cái kênh zombie. Ê, không biết là tấp tấp là chữ thề được mọi người ha, mình thật sự mình muốn chữ thề trên đây. Không có cái gì mà bị zombie các bạn ơi, cái kênh mình mới tạo mà, tạo bằng email mình mới tạo luôn, số điện thoại mình mới mua. Các bạn coi này, mua một mớ sim. Đây, mua một mớ sim về để mà làm. Không view, tức dễ sợ. Thế là phải chơi cái chiêu này, mà chiêu này nó có hiệu quả bạn, chiêu này có hiệu quả và nó lên view à. Sau đó là những cái video sau này mình đang lên thì nó mới bắt đầu nó lên view các bạn. Rồi mình có thêm một cái kênh nữa nè. Này mua ham ăn đúng không? Gia Dụng. Rồi. Đây. Có thêm một cái kênh nữa là cái kênh về Gia Dụng. Gia Dụng, nhưng mà mình chưa kiếm được một cái video nào đó mà để mà nó ăn đề xuất, để mà nó kéo view á. Cho nên là bây giờ cái kênh nó vẫn lạc đẹp. Nghe được biết hữu. Đây. Nè. Đây, thêm một cái kênh nữa nè. Cái kênh này nè, đó. Bạn thấy không, lạc đẹp không? 0 view, 5 view, 6 view, 9 view là cao nhất. Cái kênh này cũng bị y chang. Đó là cái kênh này, là cái kênh hồi nãy mà mình cũng bị y chang cái kênh này á. Là không có view nào, bạn hiểu không? Không có view nào luôn. Nó là con số không tròn chỉnh. Và mình nghi là mình khi mình lấy nội dung re-up là nó bị đánh và nó không được view. Cho nên là mình phải thử cách khác. Lúc mình không biết là tài khoản của mình bị lỗi hay là do cái ID máy hay là cái gì. Có khi mình sợ lỗi về kỹ thuật á. Nhưng cuối cùng mình test thì mình thấy là gì? Không phải, do cái nội dung thôi. Do cái nội dung thôi. Thế là mình phải thử lại các bạn. Và nó cũng có một phần hên xui bạn ha. Bạn phải thử nhiều. Bạn phải thử nhiều bạn mới ra được một cái video và nó ra xu hướng là. Nếu bạn làm re-up. Ví dụ như cái kênh này hiện tại nè, mình chưa có tìm được một cái video nào để mình đăng lên mà nó kéo được hàng chục ngàn lượt view hết. Nhưng bạn chờ đi, mình sẽ kéo được, mình sẽ kéo cho bạn xem. Tại vì mình tin vào cái khả năng cảm nhận video của mình khá ok. Có nghĩa là mình tóm lại bạn là gì? Nếu như cái kênh bạn bị không view á, thì bạn cứ liên tục tiếp tục làm cho mình, nhưng mà nhớ đổi mới nha, nhớ đổi mới cái nội dung đó. Bạn sẽ làm đến khi mà bạn có một cái video mà nó đâu đó được hơn 20-30 ngàn view trở lên, thì khi đó là cái kênh của bạn, lúc đó mới là lúc mà cái kênh của bạn thực sự đi lên. Cái lúc đó là lúc mà TikTok á, hay là cái người dùng trên TikTok á, họ mới định nghĩa được bạn là có tồn tại và người ta mới xem những video của bạn. Thật sự luôn. Cái kênh nha, cả cái kênh mình đang livestream nè, cái kênh Tùng Chu nè, là lúc mình làm đâu đó là đến 3 tuần thứ 3 rồi. View mà cao nhất á, kỳ đó mình làm video á, mà view được có vài trăm à, ngàn là cao à. Thậm chí là mình lấy cái video của ông mọi người biết là cái kỳ của bà Phương Hằng không? Kỳ bà Phương Hằng mà bà kiện ông thầy thuốc gì đó. Đó, cái kỳ đó đó. Hình như cũng 1-2 năm rồi đúng không? 2 năm rồi đúng không? Đó. Mình cũng bắt trend từ cái kỳ đó. Mình lấy những cái chích đoạn của bà Phương Hằng với lại ông Dũng Lò Vôi. Và mình lên các bạn. Lên các bạn nha. Lên nha. Kỳ đó thật sự lên. Cắt ra và đăng lên. Nó lên được đâu đó, lên được 3.000 view. Trời ơi, mừng lắm các bạn ơi. Lúc đó 3.000 view mừng lắm luôn á. 3.000 view là một cái gì đó mà cảm giác như là nó thành công tới nơi rồi. Mẹ sắp chiến thắng tới nơi rồi. Nhưng mà sau đó lạc đạc bạn, lạc đạc. Video tiếp theo mẹ vẫn có 100-200-300 view. Nhưng mà ít nhất là đến thời điểm đó là mình đăng video mình cảm thấy là nó cũng có ai xem. Chứ không phải là chỉ có vài chục view, bạn hiểu không? Mình hiểu các bạn cũng đang làm bị như vậy luôn. Các bạn đang làm, các bạn cũng bị là like lên làm video cũng giống như người ta, cũng giống như mấy kênh mẹ trai xinh gái đẹp hay là mấy cái trend của người ta. Nhưng mà thấy tụi nó làm đâu đó vài chục ngàn view mà mình mẹ không có ai xem hết. Nếu hiểu tại sao được, đúng không? Không hiểu tại sao được.
Bởi vì đó các bạn, bởi vì chúng ta chưa làm đủ các bạn, chưa làm đủ nhiều, chưa đủ điều các bạn, chưa làm điều và chưa làm đủ nhiều á. Khi bạn làm điều điều và đủ nhiều á thì nó bắt đầu á là nó mới bắt đầu nó kéo những cái video còn lại bạn lên. Từ chối đi, ủa sao? khi mà bạn bạn được một video mà trên 20.000 view á thì bạn sẽ thấy là toàn bộ những cái video của các bạn ở trên top nó hoàn toàn thay đổi. Có nghĩa là lượt xem nó sẽ tăng lên. Tăng lên không quá nhiều đâu, tăng lên một ít thôi. Nhưng mà nó lượt tăng. Và lúc đó là lúc mà các bạn cần phải duy trì. Duy trì cái sự điều đặn đó, duy trì cái content đó. Có nghĩa là cái content đó là cái content nó phù hợp với các bạn á. Ví dụ nha, kể câu chuyện của mình. Là lúc mình làm cái kênh đó, mình làm nó về kiến thức và mình làm giới thiệu phim. Nhưng mà mình làm không ai xem hết. Nhưng mà từ cái lúc mà mình thấy mình làm giới thiệu một cái app điện thoại, nó lên. Thì tự nhiên là mình lúc mình chưa nhận ra các bạn, nhưng mà sau đó thêm một vài video nữa thì mình làm những cái giới thiệu app điện thoại, thì mình mới thấy là sao những cái video mà mình giới thiệu những cái app, những cái shop nó rất là nhiều người xem, hàng chục ngàn lượt xem luôn. Và mình nhận ra rằng gì, là cái kênh của mình á nó đang được mọi người trên top này định hình là cái kênh giới thiệu những cái tool, những cái cheat, những cái app hơn là kiến thức. Thật ra là nó đi ngược với định hướng của tôi, bạn hiểu không? Nó đi ngược với định hướng của tôi. Tôi là tôi thích nói cái kiến thức hơn, tại vì kiến thức thì mọi người sẽ học được nhiều thứ hơn. Còn ba cái tool thì nó dễ thay đổi lắm. Nhưng mà người ta lại thích xem cái tool hơn. Má, thế đời thế nó mới đau. Nhưng mà ok thì ok, mọi người thích cái gì thì mình chịu cái đấy, mình làm cái nội dung đó bạn. Nội dung tool thôi. Mình xen kẽ nội dung tool vào. Cho nên là lâu lâu mà mình muốn tăng lượt view á thì mình dễ lắm, mình không sợ. Ví dụ như mình có thể dừng, thật ra là gần đây mình dừng cái kênh này đâu đó cũng gần 1-2 tháng á, từ lúc cưới vợ đến giờ mình dừng, tại vì mình làm một số cái dự án kinh doanh khác. Nhưng mà quay lại bạn thấy kênh nó vẫn lên, có những video lên vài chục ngàn lượt view vẫn bình thường, tại vì mình biết cái thế mạnh của mình là giới thiệu những cái tool, cho nên mình chỉ cần làm một số video liên tục giới thiệu những cái tool, những cái công cụ thôi, là mình biết chắc luôn là tự nhiên nó sẽ lên view à, chắc chắn luôn. Cho nên em mình cứ cố gắng làm điều đặn cái content đó. Học hỏi, phải học hỏi bạn, phải học hỏi. Mình cũng đang học hỏi những cái kênh review để mình xây dựng những cái kênh review bạn, nghe cho nó chất lượng hơn về mặt dựng hình ảnh nè, cách hiệu ứng nè, âm thanh nè. Ok, đó là một cái trò chơi nó mới mẻ hơn với mình, nó khó hơn, thật sự nó khó hơn. Mình đang muốn chơi cái trò chơi đó để mà kiếm cái phần tiền từ cái tiền affiliate mà. Khi mà chúng ta cảm ơn anh Duy. Tại vì á, bạn nào mà chưa có sản phẩm á, bạn nào mà đang có sản phẩm rồi mình không nói nha. Ví dụ giá sản phẩm của các bạn là sản phẩm và mặt dịch vụ, sản phẩm mà có giá trị cao, thì các bạn làm cái kênh TikTok này để các bạn có thể là phát triển cái thương hiệu cá nhân. Nhưng mà bạn nào mà đang mà có sản phẩm rồi, mà sản phẩm của bạn là dạng sản phẩm mà giá rẻ tầm dưới 100, 150, 200 ngàn đổ lại á, thì các bạn hãy bán trực tiếp luôn. Và ngay thời điểm này, nếu như bạn đang có những sản phẩm đó trong tay, thì mình khuyên các bạn là nên bán trực tiếp ngay mà luôn, đừng có làm dài dòng, bạn hãy giới thiệu thẳng trực tiếp luôn. Ví dụ bạn xem nè, ví dụ cái gì ta, đây ví dụ con chuột này đi. Bạn giới thiệu một cái video bán hàng trực tiếp ở trên cái live, trên cái video bạn luôn. Và mình khuyên các bạn nên làm video, có hai dạng video bạn làm để bán hàng. Thứ nhất là các bạn làm dạng video giới thiệu sản phẩm. Thứ hai là cái video về live stream. Ví dụ như nè, ví dụ như mình giới thiệu về con chuột này đi, thì mình làm giống như mình đang live stream vậy. Bắt đầu video bạn vô bạn nói thẳng luôn, một con chuột chỉ có 25 ngàn. Đó, bạn vô bạn nhấn mạnh cái câu đầu tiên vô, trong vòng 3 đến 5 giây đầu tiên bạn nhấn mạnh cái sản phẩm của bạn liền luôn. Và sau đó bạn nói về những cái tính năng của nó. Bạn hiểu không? Bạn sẽ thấy là trên thời trang á, ví dụ như thời trang hay đồ ăn, bạn sẽ thấy là người ta sẽ làm một cái video bán hàng cái kiểu gần đây. Bạn sẽ thấy là mọi người chỉ trong cái livestream này giảm giá tặng 25 ngàn, trong livestream này dừng lại mọi người, giảm giá chỉ còn 25 ngàn thôi mọi người. Đó là cái câu đầu tiên của những bạn làm video bán hàng hiện tại, đúng không? Bạn xem những cái bạn đang bán bánh tráng là đồ ăn vặt á, bạn sẽ làm cái đó, lấy cái phần voucher ra làm combo 5 bịch bánh tráng chỉ còn mua ra như tay tiền, combo 5 bịch khô gà, 5 hộp khô gà được giảm 100 ngàn, giá sốc cực kỳ đó, kiểu vậy, lấy trong vòng 5 giây đầu tiên các bạn. Hoặc là nếu như bạn nào đó là video giới thiệu sản phẩm nha, video live stream. Còn ví dụ như bạn nào giới thiệu về sản phẩm á, ví dụ bạn có thể tả luôn tính năng con chuột này.
Ngay ví dụ như nếu như bạn làm cái nội dung mà giới thiệu sản phẩm mà trong vòng vài tháng trước đây á, mà bạn làm cái video giới thiệu sản phẩm á, thì có thể là bạn sẽ không được lên xu hướng. Nhưng mà ở ngay thời điểm hiện tại á, mà các bạn làm nội dung mà giới thiệu sản phẩm, sau đó bạn gắn cái link sản phẩm vào trong cái giỏ hàng cái video á, thì cái khả năng video bạn lên thì số rất là cao, bạn thử đi, chắc chắn luôn. Cái đó là cái định hướng của TikTok hiện tại, nó đang thu hút người dùng mua giỏ, mua sản phẩm ở trên TikTok Shop để mà đánh đánh bại hàng sập be. Nên gần đây là bạn thấy không, những cái kênh nào về trai xinh gái đẹp nè, những cái kênh nào về giải trí nè, hay là những cái kênh nào về kiến thức á, nó sẽ không có viral mạnh bằng những cái kênh bán hàng. Gần đây những cái kênh bán hàng nó lại viral rất là mạnh. Thiện nhân nè, rồi các bạn bán dao cạo râu nè, các bạn bán đồ phụ kiện nè, mấy bạn bán bánh tráng trộn nè, bán khô gà, khô bò, khô mực, đồ ăn nữa. Những bạn đó cái kênh dạo này rơm rất là nhanh. Chỗ này vợ anh tặng. Vợ vợ tao thương tao lắm. Nó mua đồ cho tao mới mua màu hồng không mà. Nó đang mua cho tao các bạn phí màu hồng nữa kìa. Muốn sợ luôn. Cái okay, đó 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 bây giờ mình mới chia sẻ với bạn là bây giờ nếu bạn đang có sản phẩm thì nên cố gắng bán. Còn nếu như bạn nào làm về dịch vụ á thì có thể là ngay thời điểm này á các bạn sẽ bị giảm tương tác. Giảm tương tác nếu bạn làm nội dung mà chia sẻ giống như mình thì cái lượng view nó sẽ không cao, trừ khi các bạn nói quá hay thôi. Hay là bạn thấy nếu mà nội dung chia sẻ thì nếu mà nghe từ điểm bây giờ nội dung chia sẻ mà nói về nội dung về top top thì nó lên rất là nhanh. Thật sự nói về nội dung top top rất là nhanh, về như là kiếm tiền top top nè, cách gắn sản phẩm vào top top nè, tại sao không bán được hàng trên top top nè, rồi cách quản lý đơn hàng top top nè đó, rồi cách vận chuyển, rồi áp mã giảm giá, hay là cách nhận khuyến mãi top top, rồi vậy. Mấy cái liên quan về top top shop hiện tại nếu mà nói về kiến thức đó thì nó lên rất là nhanh. Ok, 10 giờ rồi mọi người ơi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cảm ơn Thủy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi live này. Và thực ra là mình hiện tại mình đang tính là tối thứ hai thôi, tối hai hàng tuần mình live thôi. Nói về cái gì em? Nói về top top à? Top top buổi sau nói. Nay nói về xây kênh thôi, nói về top top buổi sau nói. Top top shop về ra cũng 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 đâu có gì để nói đâu. Top top shop đâu có gì để nói đâu. Top top shop thì bây giờ tạo một cái TikTok seller, sau đó là có sản phẩm thì đăng, còn không có thì bán hàng qua dạng liên kết. Dù bây giờ mình nói cái cuối cùng là nói về cái kiếm tiền trên TikTok shop nha. Kiếm tiền trên TikTok shop có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là các bạn có sản phẩm thì các bạn đăng sản phẩm, các bạn bán làm video bán. Yeah, đúng rồi anh Duy. Bạn đăng sản phẩm bán. Cái thứ hai là nếu bạn không có sản phẩm á thì các bạn sẽ bán hàng qua dạng là liên kết, thì mình có một cái, hình như mình có video á, bạn coi lại cái kênh TikTok của mình á. Bạn bán hàng qua liên kết, mà mình khuyên các bạn nếu mà đang 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 mới kinh doanh á, chủ đề buổi thứ tư đi, thứ tư mình sẽ làm một cái livestream, mình nói về cái chuyện là bán hàng trên TikTok đi. Đó, bạn không có sản phẩm á thì bạn nên làm cái hình thức là affiliate ở trên TikTok, có nghĩa là bạn lấy bán hàng liên kết, lấy sản phẩm người khác về bán. Nó sẽ giảm rủi ro cho các bạn rất là nhiều. Ví dụ như mình đi. Sắp tới mình đang chuẩn bị bán mặt hàng về gia dụng. Thì bây giờ mình thực sự luôn mà để kêu mình nhập hàng về bán, nó là vô vàng luôn bạn. Nó vô vàng mặt hàng luôn. Bây giờ nhập về không có biết được mặt hàng nào sẽ bán được, mặt hàng nào không bán được. Và kinh nghiệm cũng không có, thị trường cũng không rành. Thì bây giờ cái chiến lược mình đang đi là gì? Mình chuẩn bị mình sẽ bán về TikTok shop, mình đang liên kết đồ gia dụng. Khi mình liên kết đồ gia dụng như vậy á, thì mình sẽ hiểu được cái thị trường của nó, mình hiểu được cái sản phẩm nào bán được, sản phẩm nào không bán được. Cho nên là khi đó thì mình sẽ cái nào mà ok mình sẽ nhập về, cái nào mà mình đang tò mò thì mình bán liên kết. Ok, bạn hiểu không? Bạn hiểu cái chiến lược đó không? Như vậy nó sẽ giảm thiểu cho chúng ta cái rủi ro về cái chuyện là kinh doanh. Kinh doanh rủi ro nhất là gì? Cái kinh doanh rủi ro nhất là gì các bạn, là lấy hàng về và không bán được hàng. Đúng không? Bạn chết bởi vì bạn lấy hàng về bạn không biết cách bán hàng. Cho nên là giờ có một cái lợi thế là bạn được bán liên kết, thì dạ gì bạn không bán. Bạn lấy hàng của bọn khác, lãi lãi suất lợi nhuận nó rất là thấp, có thể thấp thấp hơn so với các bạn là bạn nhập sỉ gì bạn bán, đúng không? Ví dụ như bạn mình nhập con chuột này về đi, đúng rồi, rủi ro ôm hàng, mình nhập con chuột này về, đến dù con chuột này mình mua 150 đi, thì có thể là cái người nhập họ chỉ nhập đâu đó khoảng 60-70 ngàn thôi, và họ bán ra 150, nhưng mà họ trừ cái chi phí rồi các kiểu. Ba cái đồ điện tử này á, là nó bán lợi nhuận đâu đó phải được hơn 30-40%, thậm chí là hơn các bạn, sau khi trừ hết chi phí á. Nhưng mà bù lại là cái phần mà rủi ro hàng bị hư, hay là tồn hàng, hay là hàng bị lỗi rất là nhiều.
Cho nên là mình bây giờ mình đâu có biết được thị trường gia dụng nó rộng quá như vậy thì làm sao bạn? Bây giờ bán liên kết thôi, bán liên kết trước đi. Liên kết trước xem là cái mặt hàng nào được, cái ngành nào, có khi là khi bạn bán liên kết bạn sẽ hiểu ra được cái ngách nào. Ngách nào ok, ví dụ như dòng gia dụng nó rất là nhiều ngách. Ngách phòng ngủ nè, decor bàn làm việc nè, rồi nhà bếp nè, nhà vệ sinh nè, rồi phòng khách nè, đúng không? Rồi đồ treo tường, ví dụ như mấy cái đồ dán tường này nè, nó cũng là cái ngách, đúng không? Nhiều ngách. Cho nên là đâu biết được, mình đâu biết được. Bây giờ mình nhập mẹ tràn Giang Đại Hải về, không bán được là ôm hàng thế mẹ luôn. Chết ôm hàng luôn. Ôm hàng với tồn hàng là đủ các bạn chết rồi. Rồi đó thì là bữa bữa tư đi, hẹn các bạn là bữa thứ tư đi. Thứ tư thì thứ tư mình sẽ nói về cái vụ top top shop nhiều hơn. Nếu như mà mình chưa được mở cái livestream trên máy tính, tưởng mở được thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn mở TikTok seller, hay là các bạn có thể vô cái trên YouTube của mình, các bạn vô cái kênh Tùng Chu á, official á, thì mình sẽ có những cái video, mình đã có rồi, đã có những video hướng dẫn các bạn rồi là cái cách mở TikTok seller, mở TikTok shop nè. Rồi ví dụ như bạn không cần 1.000 follow, bạn có thể vẫn livestream, bạn có thể vẫn bán được hàng. Rồi bạn cái cách bạn gắn cái sản phẩm vào trong video đó, đủ hết trên YouTube mình có các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn ha, cảm ơn các bạn đã theo dõi xong trong video ngày hôm nay. Hẹn các bạn thứ tư nhé, thứ tư đi. Bye bye mọi người.